Nina và Phạm Khanh kính chào quý vị trở lại với chương trình trực tiếp truyền hình của Liên đoàn Sài Gòn TV về lễ hội đón mừng giao thừa và năm mới tại chùa Huệ Quang. Và chương trình hiện tại vẫn đang trực tiếp truyền hình qua hệ thống Galaxy 19 www.leadersgontv.com. Và nếu mà quý vị đang theo dõi tại nhà, nhất là những quý vị đang ở vùng LA County, Orange County, quý vị có thể bật qua 56.7 hoặc là 18.9 để theo dõi chương trình văn nghệ được trực tiếp truyền hình tại chùa Quệ Quang với Leader Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin ít phút để xướng danh các nhà bảo trợ cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng tôi xin cảm ơn United Care Medical Group. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đến Synchronic. Và chân thành cảm ơn đến Sun Power by Eco Solar USA. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Yamaha. Chợ Sông Hỷ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đến Family Choice Medical Group. Nước mắm Việt Hương. Chúng tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến Top Star Real Estate và KMP Dental. Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Lee Sandwiches và cũng như chân thành cảm ơn đến Camerica Yumino Suzuki Fukunen. Chúng tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến Destination Seafood House và Forever Billmore. Chúng tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến Pico Bánh Mì. Và liên tục chương trình ngày hôm nay thì Nina Dương sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị một tiết mục thật đặc sắc của một ca sĩ sẽ đến với chương trình đón mừng xuân mới của chúng ta trong ngày hôm nay. Và lúc nào cũng vậy, anh Phạm Khanh cùng với tất cả quý vị đang có mặt tại chùa Huệ Quang cũng như đang theo dõi chương trình của Leader Sài Gòn TV. Thấy mùa xuân thì không bao giờ thiếu những cái sắc màu của hoa, lá, và cái màu hoa xuân lúc nào cũng sặc sỡ và mang hương sắc để làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên tươi vui hơn và mang không khí vui của mùa xuân đến từng nhà. Xin quý vị hãy hướng về sân khấu và dành một tràng vỗ tay để chào đón ca sĩ Thúy An qua phần trình bày của hai nhạc phẩm Hoa Xuân sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và Đón Xuân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho ca sĩ Thúy An. Lời đầu tiên xin cho phép Thúy An được gửi lời tri ân đến đài Lido Sài Gòn TV cùng tất cả anh chị em trong ban tổ chức. Nhân dịp đầu năm thì con xin được kính chúc thầy, các sư cô, các tăng ni Phật tử, các cô, các bác, các anh, các chị em hôm nay đến dự một mùa xuân mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và an lạc trong cuộc sống với những hồng ân của chư Phật ban cho chúng ta. Xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son, lũ ong lên đường cánh tung tròn. Hoa chẳng yêu lũ bướm là lời, muốn yêu anh vác cây trên đồi, hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi, thấy hoa tươi cười bỗng thương đời. Xuân hoa tỏa hương mới, hoa vì thế giới biết xuân về niềm vui.
có một đàn em bé ngoài đêm hát nỗi tơ đón xuân về. Sự thương yêu của mọi người rất nhiều. Sau đây là nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nhạc phẩm rất quen thuộc với chúng ta, nhạc phẩm được mang tên Đón Xuân. Khát khao xuân tươi Thái Hòa.
sự thương quý của mọi người rất nhiều.